đang trở thành xu hướng làm đẹp được rất nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những chị em sở hữu làn môi thâm sạm hay là kém tươi tắn. Phương pháp thẩm mỹ này có thể giúp làn môi của bạn trở nên hồng hào, căng mịn, thậm chí kể cả khi để mặt mộc. Tuy nhiên, để làn môi lên màu đẹp như mong muốn thì bước chăm sóc môi sau phun rất là cần thiết. Vì thế mà trong video này, Bạn Lóc Đẹp sẽ giúp các chị em tìm hiểu về cách ăn và vệ sinh môi sau phun để giữ cho làn môi tươi tắn nhất nha. Sau phun môi nên ăn những thực phẩm gì? Để giúp làn môi sau khi phun phục hồi nhanh chóng và lên màu chuẩn đẹp, các chị em hãy bổ sung những loại thực phẩm tốt cho làn môi mà Bạn Lóc Đẹp gợi ý ngay sau đây nha. 1. Sữa. Những chị em sau khi phun môi nên bổ sung sữa tươi hàng ngày. Sữa tươi là thực phẩm có thể cung cấp khá nhiều năng lượng cho cơ thể trong thời gian ngắn. Không chỉ vậy, nó còn giúp chị em cảm thấy khỏe hơn và giảm bớt đau đớn sau khi xăm. 2. Cà rốt. Làn môi sau phun xăm nên tăng cường sử dụng cà rốt. Loại thực phẩm này chứa rất nhiều dưỡng chất như vitamin A, từ beta-carotene, biotin, vitamin K, phylloquinone, kali và vitamin B6. Những thành phẩm trên thì giữ vai trò quan trọng trong việc cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể, đồng thời tăng cường quá trình sản sinh hồng cầu để làn môi sau khi phun nhanh lên màu đẹp và chuẩn hơn. 3. Sữa chua. Với những chị em mới phun môi thì hãy chú ý ăn sữa chua hàng ngày nhé. Trong sữa chua có rất nhiều vitamin như vitamin A, vitamin E, sắt, rất cần thiết cho sự phát triển của da, tạo hồng cầu, tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Không chỉ vậy, loại thực phẩm này còn tốt cho môi sau khi phun, còn giúp chị em chống nhiễm trùng, chống oxy hóa, antioxidant và bảo vệ cơ thể cực hiệu quả. 4. Cà chua. Cà chua là thực phẩm chứa rất nhiều chất lycopene, giúp loại bỏ các tế bào chết và kích thích quá trình phục hồi các tế bào bề mặt, làm sáng da. Nhờ vậy, vẻ đẹp sở hữu làn môi sau phun khi sử dụng cà chua sẽ giúp màu môi trở nên tươi tắn hơn. Ngoài ra thì loại thực phẩm này còn chứa rất nhiều beta-carotene, vitamin C, đóng vai trò chống oxy hóa và ngăn ngừa các tổn thương gây ra với các tế bào gốc tự do. 5. Dứa. Một trong những món cần có trong chế độ ăn hàng ngày của các chị em sau khi phun môi chính là dứa. Loại trái cây này chứa rất nhiều loại vitamin C rất cần thiết trong việc tái tạo các vết thương trên da nhanh chóng. Bên cạnh đó thì dứa rất giàu chất bromelain, được chứng minh có khả năng chữa lành vết thương sau phẫu thuật nhanh hơn, tăng cường chức năng miễn dịch và giảm viêm. 6. Lạc. Lạc vốn được biết đến là một loại thực phẩm vô cùng có lợi cho sức khỏe con người. Trong lạc chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thực vật khác nhau, có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi ở làn môi sau phun, làm lành vết thương nhanh chóng và giúp môi lên màu đẹp. Sau phun xong môi thì nên kiêng ăn gì? Nhằm tránh việc môi sau phun không bị sâm tấy, nhiễm trùng hoặc là phai màu, lên màu xấu, vẻ đẹp cần kiêng một số thực phẩm sau trong ít nhất 1 tháng. 1. Môi sau phun xăm cần kiêng thực phẩm chứa chất kích thích. Chị em mới phun môi xong cần hạn chế các loại thực phẩm như là thuốc lá, cà phê, rượu bia. Việc sử dụng các sản phẩm này khiến màu môi không lên đúng và dễ bị thâm. 2. Sau khi phun môi cần tránh ăn hải sản, thịt gà, thịt bò và trứng. Những thực phẩm này sẽ gây ra tình trạng đau nhức, ngứa rát ở vết thương và khó lành. 3. Kiêng đồ nếp, rau muống sau khi phun môi. Những món ăn này sẽ khiến làn môi của bạn lên da non không đều, môi sần sùi, hỏng màu xăm. Cách vệ sinh môi sau phun. Đôi môi của chị em có thể bị loang màu, viêm nhiễm, nổi mụn sau khi phun xăm môi nếu như không được vệ sinh đúng cách. Vì thế mà Bạn Lóc Đẹp sẽ gợi ý cho các bạn cách vệ sinh môi sau phun đúng chuẩn từ các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ để thực hiện tại nhà bạn nhé. Cách vệ sinh môi sau phun môi khi trời lạnh. Đầu tiên, chị em cần sử dụng một chiếc khăn nhỏ, khô và mềm, hay là tăm bông đều được, để lau sạch lớp nước mô. Sau đó dùng một chiếc khăn sạch để thấm nước ấm và chạm nhẹ vào môi vài lần. Lưu ý không được để môi dính nước quá nhiều. Thay mặt khăn hoặc là thay khăn khác hoặc là thay tăm bông và vệ sinh tiếp cho môi để môi được sạch hoàn toàn. Cách vệ sinh môi sau khi phun khi đã hồi phục hẳn. Sau khi vết thương có dấu hiệu đã lành hẳn và da môi bắt đầu bong vảy, vẻ đẹp cần vệ sinh môi và chăm sóc môi đúng cách. Các bước vệ sinh môi cụ thể như sau. Tiếp tục sử dụng khăn mềm thấm nước ấm và vệ sinh môi như cách vệ sinh môi sau phun lúc trời lạnh. Sau khi làm sạch môi, các chị em cần cung cấp cho môi một lớp dưỡng bằng vitamin A hay là Vaseline để đảm bảo môi không bị khô, luôn căng mọng và giúp màu lên tốt hơn. Trên đây là toàn bộ lưu ý về cách ăn và vệ sinh môi sau khi phun hiệu quả dành cho phái đẹp. Với những phương pháp mà Bạn Lóc Đẹp gợi ý trong video này sẽ giúp chị em sở hữu một làn môi tươi tắn, đều màu và giữ được màu môi sau phun lâu nhất đấy nhá. Nếu chị em muốn tìm hiểu thêm về những kiến thức làm đẹp hữu ích khác thì đừng quên theo dõi Bạn Lóc Đẹp mỗi ngày nhá.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà blog đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nha.